Cô không ngờ rằng Cố Lưu lại nửa đêm nửa hôm đích thân mạo hiểm đến tìm cô, muốn đưa cô đi, cô lại từ chối. Lúc này cô đột nhiên biến mất, nhất định sẽ rút dây động rừng. Bị giam lỏng vài ngày, cô nhận ra mình hoàn toàn không cần phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Căn bản là Liễu Thanh Thạch không muốn trả thù cô, ông ta không nỡ giết cô. Trong ba đứa con gái của ông ta, cô là người tàn nhẫn nhất, thông minh nhất, xinh đẹp nhất, bởi vậy cũng được ông ta thích nhất. Lúc cô uy hiếp ông ta, thì cô có vô tội ông ta cũng sẽ không do dự giết chết cô khi không còn sự uy hiếp nữa. Cho dù cô có tính kế để đối phó với ông ta cũng không thèm để ý, vẫn muốn viết cô vào gia phả. Hơn nữa còn có thêm một tên Cố Cẩm, mặc bộ hoàng bào tôn quý, ngồi trên long ỷ của bậc cửu ngũ chi tôn, vẫn không có triển vọng gì. Tôn Thái Hậu đến làm phiền cô, hắn bèn mang theo dây lụa trắng treo lên cái cây bên cạnh chửi bới một khóc hai làm loạn ba thắt cổ. Làm hoàng đế bù nhìn cũng có thể khiến các quan đại, thần Thái Hậu đau đầu. Điều duy nhất không tốt là Cố Cẩm muốn lập cô làm hoàng hậu, lúc này trừ Liễu Hy Nghiên ra thì không có ai phản đối. Cũng đúng thôi, hoàng đế bù nhìn thì hậu vị thuộc về ai cũng chẳng quan trọng nữa. Cô bị giam lỏng sang một chỗ khác ở trong cung, Liễu Hy Nghiên vội vã từ trong thôn quay về ngay trong đêm. Cô ta cầm kiếm tức giận xông vào, chỉ thẳng thanh kiếm vào cô, dựa vào đâu mà ngươi làm hoàng hậu. Cố Cẩm vội kéo cô ra sau, chặn mũi kiếm kia, cố gắng khuyên nhủ muội bằng lời nói, "A Nghiên, đao kiếm không có mắt, muội buông nó xuống trước rồi nói chuyện được không?" Liễu Hy Nghiên tức giận hét to không được, trong lúc hai người họ giằng co, cô vòng qua Cố Cẩm, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy mũi kiếm sắc bén, trong điện lập tức trở nên yên tĩnh. Dưới ánh mắt bối rối của Liễu Hy Nghiên, cô nhẹ nhàng nắm lấy thanh kiếm đâm vào ngực mình từng chút một. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, nở nụ cười nông cạn, giọng rất nhẹ nhàng, "Sao ngươi cứ thích dọa dẫm thế nhỉ?" Mặc dù tính tình Liễu Hy Nghiên kiêu căng, nhưng không đến mức coi mạng người như cỏ rác. Cô ta cứng đờ người, đợi máu chảy dọc theo thanh kiếm xuống tay. Cô ta cuối cùng cũng phản ứng, sắc mặt trắng bệch, kéo Cố Cẩm hét lớn, "Mau gọi ngự y, nhanh, nhanh lên." Cố Cẩm trực tiếp ôm lấy cô chạy như bay đến thái y viện, các thái y luống luống đưa cô qua đó. Liễu Hy Nghiên thì không chịu đi, khóc bù lu bù loa ở bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm, "Liễu Thiêm, ngươi đúng là kẻ điên, ngươi tuyệt đối đừng chết." Trong tai cô thật sự rất ồn ào, cô tự đâm mình bị thương, đương nhiên là biết đâm ở chỗ nào thì không chí mạng, nhưng đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Làm như vậy, thật ra là để tránh thị tẩm, trì hoãn cái gọi là đại điển lập hậu, tạm thời nghĩ đến cách này cũng không tính là quá chu toàn. Vết thương đau, tim cũng đau. Ồn ào thế này, rất giống với cảnh cô bị Vệ Khinh Vũ đâm xuyên tim ở kiếp trước. Cô đau đến hoa mắt chóng mặt, ngất đi trong cơn hỗn loạn. Kiếp trước Cố Lưu cũng từng nói muốn lập cô làm hoàng hậu, nhưng chỉ một lần vậy thôi, ngày hôm sau tỉnh lại hắn đã thề thốt không chịu nhận, từ nay về sau không nhắc lại nữa. Khi đó trời vẫn rét đậm, sắp đến ngày giỗ của mẹ hắn, tâm trạng Cố Lưu tự nhiên không tốt, lại thêm trời lạnh cơn đau ở chân hắn tái phát, hắn lại phải chịu ảnh hưởng tàn độc trong cơ thể. Càng lúc càng mất khống chế, ngày ngày trong cung ngoài cung đều thấy máu, cho đến khi bạo quân xuất cung đi giỗ mẹ mình, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm trong tiếng tuyết rơi xen lẫn những tiếng động lạ, cô cảnh giác tỉnh dậy, đứng dậy dựa vào ánh nến yếu ớt nhìn thấy bóng người tối đen trong căn phòng u tối. Là Cố Lưu, cô cầm cây nến đến gần, mới phát hiện ra cả người hắn toàn là vết thương, bụng đang rỉ máu, mắt đỏ lừ, nhưng người lại yên lặng đến đáng sợ. Trên đường hồi cung, Cố Lưu bị ám sát, tùy tùng, thị vệ đều đã bỏ mạng, đối mặt với thương vong nặng nề. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn lặng lẽ trở về hoàng cung, hắn không đến tẩm cung của mình, cũng không đi tìm ngự y, treo cửa sổ đột nhập vào phòng cô. Bạo quân rất ghét ngự y, trước đây cô đã sớm phát hiện ra, có lẽ là vì khi còn trẻ bị coi là người thử thuốc, hoặc có lẽ là sợ trong ngự y cũng có kẻ muốn hãm hại hắn. Tóm lại những vết thương của hắn đều là hắn tự băng bó, bệnh đã lâu nên biết về bệnh như là y sĩ, cũng coi như thành thạo, chỉ là hay để lại những vết sẹo ngoằn ngoèo. Ngồi ở vị trí tôn quý nhất thiên hạ, lại giống như một con chó hoang trốn trong góc một mình liếm láp vết thương. Nhất là trạng thái mê sảng này, kẻ nào đến gần là giết kẻ đó, chỉ là hình như hắn không bài xích cô. Cô cẩn thận lột áo ngoài của hắn ra, xử lý vết thương cho hắn, đốt than để sưởi ấm người, hầm cháo nóng đút cho hắn ăn từng tí một. Ánh mắt Cố Lưu dần dần trở nên tỉnh táo, xuyên qua ánh nến vàng ấm áp nhìn vào mắt cô, chén cháo ấm áp còn trên tay cô. Trong mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt, sự lưu luyến và yếu đuối mang theo nhiệt độ xẹt qua trong nháy mắt. Hắn ôm lấy cô, rất lâu không nói gì, đến khi chén cháo đã nguội ngắt rồi hắn mới khàn giọng nói, "A Đào, hay là nàng làm hoàng hậu của ta đi. Ta sẽ đuổi hết những kẻ vô dụng khác trong cung đi, chỉ có ta và nàng thôi. Những kẻ phản nghịch trong triều dần sẽ giải quyết sạch sẽ, mời những cựu thần trung thành bị ta chọc giận mà bỏ đi trở về đây, tốt với giang sơn xã tắc, với bách tính, chăm lo việc nước,
rực rỡ như mặt trời và mặt trăng, sau đó để họ khen ngợi vì hoàng hậu hiền đức mà quân chủ cải tà quy chính. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh nến ấm áp, trong khoảnh khắc ấy hắn đã từng có động lực cứu lấy chính mình. Nhưng hắn vừa nói vừa ho, ho càng lúc càng dữ dội, cuối cùng phun ra một ngụm máu đen lớn. Nhiệt độ nơi đáy mắt lập tức tiêu côn, vẻ mặt lại không hề hoảng hốt, lại chuyển sang vẻ mặt u ám khó dò như thường lệ. Hắn đưa tay hất đổ chén cháo nguội, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi và xa cách, nói đùa thôi, nàng không cần coi là thật. Đêm hôm ấy Cố Lưu ngủ rất say trên giường nhỏ cạnh giường cô, ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì người đã đi rồi. Sau đó cô có hỏi đến chuyện này, hắn thề thốt không chịu nhận, sau này không nhắc lại nữa. Sau của sau này cô mới hiểu được rằng, khi ấy Cố Lưu đã cảm giác được mình đã là dầu cạn đèn tắt, cơ thể của hắn rách nát đến mức lung lay sắp đổ. Một ngụm máu đen kia giống như giáng một đòn cảnh cáo hắn đừng suy nghĩ xa vời quá nhiều. Hơn nữa Giang Sơn xã tắc khi đó đã sớm bị hắn chà đạp thành một mớ rối tinh rối mù, bách tính hận hắn thấu xương, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có kết cục tốt. Vì vậy cũng chưa từng để cho bản thân một đường lui, cục diện thế này không phải trong một khoảng thời gian ngắn cứ nói thay đổi là có thể thay đổi tốt đẹp được. Khi đó mọi người đều mong Cố Lưu chết quách đi. Liễu Thanh Thạch lại lấy mẹ cô ra để uy hiếp, giục cô mau dùng thuốc độc mà ông ta đưa cho, cô chỉ hoãn hết lần này tới lần khác. Sau đó có một ngày Liễu Thanh Thạch nổi lòng từ bi để mẹ cô tiến cung đến thăm cô vừa đi đến đón người. Đã thấy bà ấy rút vũ khí mà bà giấu ra rồi lao về phía Cố Lưu, còn Cố Lưu không hề do dự rút ra đao của người hầu bên cạnh xuyên thủng cơ thể gầy gò của mẹ cô. Mẹ cô nằm trong vũng máu. Cố Lưu nghiêng đầu lại, hắn nhìn thấy cô, hắn dừng lại một lát, lau máu dính trên tay, hắn nhìn cô, bình tĩnh nói, hận ta sao? Hắn hỏi. Suốt quá trình cô đều ngơ người ra, ngơ ngẩn đi lên thăm dò hơi thở của mẹ cô, rất yếu ớt, bà ấy sắp chết rồi, không thể cứu được nữa rồi, cô lại ngây ngốc nhìn Cố Lưu. Cô có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, không biết Liễu Thanh Thạch dùng cách gì để bảo mẹ cô đi lấy trứng chọi đá ám sát Cố Lưu. Thành công đương nhiên là rất tốt, thất bại cũng chẳng sao, có thể khiến cô hận Cố Lưu, làm theo những gì ông ta sắp đặt là đi hạ độc bạo quân. Nhưng Cố Lưu biết rõ đó là mẹ cô, lại không hề nương tay, không hề có chút thương xót nào. Đây là điều mà cô không sao nghĩ ra được. Nhưng cô đợi rất lâu, Cố Lưu vẫn không giải thích. Thi thể mẹ cô bị kéo đi, cô loạng choạng quay về cung điện của mình, ôm đầu gối ngồi xổm trong góc, không nhúc nhích, ngồi buồn so. Sau đó cô muốn đi tìm Vệ Khinh Vũ, nhẹ nhàng như một du hồn đến trước cửa nhà nàng lại thấy một nam nhân xa lạ ở bên trong. Vậy mà hai người lại âm mưu sau khi lễ bái diễn ra không lâu sẽ ám sát bạo quân. Đúng là Cố Lưu không lúc nào là không bị đủ loại người ám sát hoặc là sắp ám sát, bạo quân tiếng xấu lan xa, ai cũng hận không thể lột da rút gân rút xương hắn. Nam nhân xa lạ kia phát hiện ra cô, lập tức vụt đến trước mặt cô, kề đao vào cổ cô, muốn giết cô. Vệ Khinh Vũ cản hắn lại, nàng ấy không giống với các phi tử khác, bây giờ huynh giết nàng, bạo quân nhất định sẽ truy cứu, như vậy sẽ làm rối kế hoạch. Giao cho muội, để muội xử lý. Người nọ chần chừ một lát, hắn nhìn cô, gật đầu rời đi. Vệ Khinh Vũ nói đó là thứ huynh của nàng, làm việc ở trong cung, là tiểu thủ lĩnh của cấm vệ quân. Nàng nói, nàng tiến cung là để vào một ngày nào đó ám sát bạo quân, vì thế cả nhà họ đã cố gắng rất lâu, cha nàng là Võ An Hầu được tiên đế thân phong, cả đời bảo vệ quốc gia, hào hiệp chính trực, rất căm hận tân đế giết cha giết đệ, chà đạp bách tính, cũng vì để xứng đáng với phong hào của mình, cược tính mạng cả toàn tộc cũng muốn lật đổ bạo quân. Nàng nói, Liễu Thiêm, miễn ngươi còn chút lương tâm thì phải biết nên lựa chọn như thế nào. Vệ Khinh Vũ ngăn ca ca lại, nói sẽ xử lý cô, nhưng thật ra nàng ấy không làm gì cả, cược cô sẽ không tố cáo với họ. Nhưng cô hoàn toàn không biết phải lựa chọn thế nào cả. Cố Lưu là bạo quân, thật ra rồi ai cũng phải giết hắn. Họ được dân nuôi dưỡng, đương nhiên được dạy phải san sẻ nỗi lo cho dân, nhưng từ nhỏ cô đã bị điêu dân ở vùng đất cằn cỗi bắt nạt. Trừ người thím đã qua đời ra, bách tính thiên hạ chẳng có nửa phần ơn huệ với cô, trái lại là bạo quân đã cứu cô không biết bao lần. Cố Lưu giết mẹ cô, lẽ ra cô phải rất hận hắn. Mọi người trên đời này đều yêu thương mẹ ruột, vì họ lớn lên trong sự yêu thương của người mẹ, tự nhiên sẽ cho rằng đây là mối thù không đội trời chung. Nhưng từ nhỏ cô đã bị mẹ chửi mắng đánh đập mà lớn lên, bà ấy nóng lòng mong cô chết đi, lúc thật sự vui mừng cũng muốn giết chết cô, còn bạo quân lại đối xử với cô rất tốt, rất tốt. Hắn là cơn ác mộng của mọi người, nhưng là ánh trăng của một mình cô. Đạo lý trên đời đều nói cô phải vì dân trừ hại, nhưng cũng nói cô phải biết đền đáp công ơn. Mọi người đều cực kỳ căm hận Cố Lưu của hiện tại, bao gồm cả chính hắn. Hắn không quan tâm đến mình, chỉ có mình cô tiến không được lùi không xong. Cái ngày cô ngây ngô dại dột đến quốc tự không hề tố cáo Vệ Khinh Vũ bọn họ, mặc cho đám người ở trước mặt cô truyền tin, sau đó đột nhiên xảy ra bạo động.
Trận bạo động này không chỉ có Vệ Gia mà còn có rất nhiều thế lực ở các nơi liên hợp lại, quy mô lớn hơn trước đây rất nhiều. Vệ Khinh Vũ ở rất gần, khi một kiếm đâm về phía Cố Lưu, cô lại đột nhiên vọt đến trước mặt nàng đỡ một kiếm kia. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên da thịt, cô đau đớn đến phát run, giọng rất buồn, không thẹn với lòng, thật sự quá khó. Không cản họ lật đổ bạo quân, nhưng xả thân cứu Cố Lưu, đây là lựa chọn duy nhất cô có thể làm. Không thẹn với bách tính muôn dân, cũng không thẹn với ánh trăng vỡ vụn của cô. Cố Lưu sững sờ, đầu ngón tay run run đỡ cô đang ngã xuống. Vệ Khinh Vũ mở to mắt nhìn máu trên tay mình, bỗng nhiên xô những phản thần khác sang một bên sông lên hét to trong suy sụp. Liễu Thiêm, cái đồ ngốc này, ngươi là đồ ngốc, ngươi lao tới làm gì? Đầu cô đau đến nỗi chóng mặt, cô chỉ cảm thấy xung quanh rất ồn ào. Trong lúc mê mang, hình như quanh cô đang đánh nhau. Dần dần, cô mất quá nhiều máu rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc tỉnh lại, cô đã đến một nơi xa lạ. Vết thương ở bả vai của cô không chí mạng, đã được băng bó rất tốt. Sau đó cô đứng dậy thì thấy Cố Lưu cạnh đó không biết còn sống hay đã chết. Hắn đưa cô thoát khỏi vòng vây, chạy trốn tới đây, đằng sau còn có rất nhiều người đang chạy theo truy bắt. Tuyết rơi rất dày, chắc là Cố Lưu nhét cô vào trong hang để tránh tuyết xong là ngã xuống. Hơi thở của hắn rất yếu, nửa người bị chôn vùi trong tuyết dày, khắp người toàn là vết thương, máu đông lại xung quanh. Hắn lạnh như người chết, cô lạnh cóng đỏ cả hai tay, dốc sức đào hắn ra khỏi tuyết, ôm hắn để sưởi ấm cho hắn, nhưng hắn vẫn lạnh như băng, giống như xác chết vậy. Cô rất muốn khóc, nhưng mắt lại khô khốc, chỉ mệt mỏi che mặt, lẩm bẩm với hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cố Lưu, chàng đừng chết có được không? Không ai trả lời cô. Cô gom củi khô xung quanh làm thành một chiếc bè gỗ đơn sơ, đẩy Cố Lưu lên, kéo bè gỗ đi, chịu đựng sự đau đớn của vết thương và cái lạnh buốt giá. Gian nan lê chân sâu chân nông trong ngày tuyết rơi dập trời, cố gắng đưa hắn đến nơi có người ở. Đúng thật là tuyết dập trời, bay lả tả, thế gian ồn ào lại yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của gió tuyết. Cô không biết mình đã kéo bao lâu rồi, té ngã vô số lần, vết thương nứt ra, bản thân cô cũng trở thành một người toàn là máu, yếu ớt lại cố chấp tiến về phía trước. Cô lại ngã tiếp, cả người lẫn bè gỗ rơi vào một cái hố to, Cố Lưu ngã trên người ta, ngón tay hắn cử động, ngọ ngoại rồi tỉnh lại. Lúc cô bắt đầu thấy vui mừng, bàn tay cứng ngắc của hắn chạm vào mái tóc dài tán loạn của cô, dịu dàng sờ đầu cô. Hắn nhìn cô thật sâu, khẽ gọi cô, A Đào. Cô đợi thật lâu, nhưng không có câu sau nữa, Cố Lưu dùng đao đánh ngất cô. Thật lâu về sau, cô mới muộn màng nhận ra rằng đó là lần gặp cuối cùng của cô và Cố Lưu ở kiếp trước, sinh ly tử biệt mà lại không hề phòng bị, bất ngờ chẳng kịp trở tay. Lúc cô tỉnh lại, toàn bộ vương triều đã long trời lở đất, mấy thế gia liên hợp mưu phản, đẩy ngã ách thống trị của bạo quân về sau lại tranh đấu với nhau. Phiên vương không cam lòng cũng tới góp vui, triều chính hỗn loạn, lưu dân lại khởi nghĩa vũ trang, vương triều vốn như tổ ong, sụp đổ dễ như trở bàn tay. Triều chính hỗn loạn, dân chúng lầm than, lưu dân ở các nơi khởi nghĩa vũ trang, vương triều vốn đã vỡ nát sụp đổ như gỗ mục. Cố Lưu bị họ bắt lại, treo ở cổng thành chuẩn bị lăng trì. Còn cô tỉnh lại trên một chiếc xe ngựa chạy như bay về phía nam. Vệ Khinh Vũ nói với cô, nàng đã đồng ý với Cố Lưu sẽ phải bảo vệ cô rời khỏi đây đến một nơi thật xa. Tình cảnh bây giờ, đâu đâu cũng chém nhau đỏ cả mắt, cô và Cố Lưu ở cùng nhau ắt sẽ bị liên lụy. Vì vậy hắn đã đánh ngất cô, giao cô cho Vệ Khinh Vũ, sau đó mặc cho truy binh mà nàng ta dẫn theo ra mình lại. Về mặt ý nghĩa nào thì đó là một kiểu trao đổi không cần phải nói rõ ràng, hắn còn sống bị bọn họ bắt được, đổi lại cô bình yên vô sự rời khỏi đây. Cô không chịu đi, kiên quyết muốn quay về. Vệ Khinh Vũ rất tức giận, đã đi được mấy trăm dặm rồi, ngươi quay về thì thế nào? Có thể thay đổi được gì sao? Đừng có tùy hứng nữa, đừng có biến nỗi khổ tâm của người ta trở nên vô ích. Kinh thành loạn như thế, gặp nguy hiểm chưa chắc cô đã bảo vệ được ngươi đâu. Ta biết là nguy hiểm, giọng của cô nhỏ đi, thậm chí còn hơi hèn mọn. Cầu xin nàng, không phải là ta tùy hứng, mà là kết quả mà ta đã suy nghĩ kỹ càng, ta muốn gom hài cốt cho chàng ấy. Đây không phải là tùy hứng, cho dù là nàng hay là Cố Lưu, từ đầu đến cuối đều chưa từng hỏi ý kiến của cô. Lựa chọn của cô trước sau như một, bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào, chỉ cầu trong lòng không hối hận. Vệ Khinh Vũ sững người, im lặng một hồi lâu, bảo phu xe chuyển hướng. Suốt chặng đường chúng ta chạy như điên về kinh thành, nhưng thật sự quá xa, mất rất nhiều thời gian. Cố Lưu bị treo ở cổng thành đói rét khổ cực cầm hơi đã mấy ngày, lúc sắp chết bị lăng trì trước mặt mọi người. Bách tính ở dưới hận không thể ăn thịt cắn xương, cuối cùng xác của hắn bị dưới dầu lên thiêu cháy. Rất nhiều người chạy đến kinh thành chứng kiến khoảnh khắc này. Khóc có cười cũng có, cho cốt cuối cùng cũng không được buông tha, tranh nhau nghiền xương cốt thành cho bụi. Lúc cô chạy tới đó, tuyết rơi phủ kín màu máu, đám người đã tản đi hết, chỉ để lại giá gỗ đựng máu sừng sững ở đó. Một con người đã từng sống sờ sờ ra đấy,
giờ đây chẳng còn lại chút dấu vết nào trên cõi đời này. Cuối cùng cô vẫn chẳng kịp gom hài cốt cho hắn. Cô quỳ gối trên nền tuyết một lúc lâu, cả người lạnh không còn cảm giác, chẳng hiểu sao lại nhớ đến con thỏ nhỏ mình đã từng nuôi trước kia. Lúc thỏ con chết cũng lạnh thấu xương như vậy, cô ôm cái xác lạnh ngắt ấy ngã vào trong tuyết, và rồi lúc cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Lưu đứng ở dưới tảng cây mai sáp. Hắn tự tay chôn nó giúp cô, sau đó đắp một con thỏ tuyết lên trên đó. Cô không kịp gom hài cốt cho hắn, cô không cầm được nước mắt, ôm mặt lặng lẽ khóc. Cuối cùng Vệ Khinh Vũ buộc phải kéo cô dậy, kéo vào trong phòng lấy chăn bọc cô lại, dùng bếp than để sưởi ấm. Sau đó nhét cô vào xe ngựa lại xuất phát tiếp, nàng nói với cô, cha ngươi đang tìm ngươi đấy. Ngươi xuất chúng như thế, đám người kia đã dòng ngó ngươi từ lâu, e rằng cha ngươi muốn bán ngươi đi với giá tốt đấy. Phu xe quất roi ngựa lên đường, chọn một con đường nhỏ ít người qua lại, dọc đường không có nguy hiểm gì, lúc sắp ra khỏi cổng thành, lại va chạm trực diện với xe ngựa của tướng phủ trong con hẻm nhỏ. Người phía trước là Liễu Hy Nghiên, chỉ có cô ta và tùy tùng của nàng. Vệ Khinh Vũ cảnh giác nhìn cô ta, Liễu Hy Nghiên hơi ngớ ra, ôm bình cho cốt trong tay không biết là của ai. Hai mắt sưng đỏ vì khóc, cô ta nhìn sang phía bên này, cô ta không ngốc, vẫn còn kịp phản ứng, Liễu Thiêm, là ngươi, đúng không? Vệ Khinh Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng cô ta tố cáo hai người với Liễu Thanh Thạch. Nhưng Liễu Hy Nghiên lại chủ động tránh đường, giọng nói của cô ta không còn tươi sáng vô lo vô nghĩ như trước kia mà rất trầm lắng, ngươi đi đi. Dừng lại một lát, cô ta nói, sau khi mẹ ta biết sự tồn tại của ngươi và mẹ ngươi, mỗi ngày mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc, bà ấy chưa bao giờ nói, nhưng ta biết bà ấy thực sự rất buồn. Cho nên cô ta mới ghét thấy cô và mẹ cô, đó là bằng chứng cho sự phản bội và đê hèn người cha vốn dĩ luôn hoàn hảo. Cũng cho thấy những ngày tháng tốt đẹp trước đây của cô ta đều là ảo ảnh giả dối. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự hại cô, kiểu người như Liễu Hy Nghiên, bản tính không xấu, thế nên cô ta sẽ lựa chọn giả vờ như chưa từng gặp nhau, mặc cho bọn họ lướt qua nhau. Ra khỏi thành, trên đường đi bọn họ lại gặp một người, Liễu Tích Dung đang ngồi xổm ở bên lề đường chặn xe ngựa lại. Trong cung không có người quản, rất nhiều kẻ trộm đồ đáng giá rồi chạy trốn, Liễu Tích Dung mặc đồ cung nữ chắc cũng là trốn ra. Nàng ta nói với Vệ Khinh Vũ, ta biết ngươi và Liễu Thiêm quen nhau, chắc chắn là nàng ấy đang ở trong xe của ngươi, ta có thứ muốn đưa cho nàng ấy. Vệ Khinh Vũ không chịu thừa nhận có quen biết cô, dứt khoát kêu phu xe đi vòng qua, Liễu Tích Dung chạy theo xe ngựa một đoạn đường rất dài, nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc, cô nhìn nàng ta, do dự một lúc, quyết định lựa chọn tin nàng ta một lần. Cô nhảy xuống xe, nhìn Liễu Tích Dung đang chạy tới, nàng ta dừng lại trước mặt cô, hơi không được tự nhiên bỏ xưng hô với cô, đưa cho cô một cái khăn được cuộn lại. Xương ngón tay của người đó, ta cướp được nó từ trong đám đông. Tay cô run lên, chợt cảm thấy cái khăn ấy nặng ngàn cân. Cẩn thận mở ra, nhìn thấy bên trong bọc một đoạn xương cụt nhỏ, cô lại bọc vào lại, vô thức nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm ơn, cô khẽ nói. Lúc cô quay người định đi, Liễu Tích Dung gọi giật cô lại, ngập ngừng nói, trước đây ta tưởng rằng cha ta thật sự quan tâm đến việc học của ta. Mỗi khi được thầy khen ngợi, ta đều đưa tác phẩm mà ta tâm đắc nhất của mình cho ông ấy xem, cho đến một ngày ta nhận ra rằng những thành quả của việc học hành thâu đêm khó lắm mới đạt được đó. Thật ra ông ấy chưa bao giờ nghiêm túc xem lấy một lần, đều quăng đi hết, ta chưa bao giờ quên được cảnh tượng ấy. Khi đó cô nói ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi, chẳng ai quan tâm ngươi với mấy cái đồ rẻ rách kia đâu. Từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một kẻ đáng thương không ai cần, thật ra cô cũng đang chế giễu chính bản thân mình. Liễu Tích Dung do dự một lúc, ngập ngừng nói tiếp, trước kia ta đã quá cố chấp với việc giành được sự thiên vị của cha, không quan tâm đến gì cả, ta còn lợi dụng ngươi, khiến ngươi đau lòng như vậy, là lỗi của ta xin lỗi. Sau này ta đã đào chiếc khăn rách mà ngươi chôn xuống, giặt sạch nó rồi khâu lại, thứ được thêu trên đó thật sự rất đáng yêu, sống động như thật. Nàng ta cẩn thận hỏi, ta có thể gọi ngươi là muội muội không? Có lẽ Liễu Tích Dung hối hận rồi, từ nhỏ nàng ta không có người yêu thương mình, vì vậy cực kỳ khao khát sự quan tâm cha mình. Nhưng vừa quay đầu lại mới nhận ra rằng, thật ra người thật lòng quan tâm nàng là cô đây, lại bị chính tay nàng ta tự đẩy ra. Tiếc là đã quá muộn rồi, cô đã chẳng còn tha thiết chút tình thân ít ỏi đáng thương kia nữa. Một người khi đã nhận được những điều tốt đẹp nhất, thì sẽ không còn dễ dàng bị những thứ không đủ tiêu chuẩn kia làm cho cảm động nữa. Có lẽ đây cũng là dụng ý nào đó của Cố Lưu, hắn bảo cô đừng vì chút tình yêu rẻ tiền mà dễ dàng tha thứ cho người đã từng làm tổn thương mình. Thái độ của cô kiên quyết, không thể. Cô lên xe ngựa, nhìn Liễu Tích Dung đứng đó càng ngày càng xa, bóng ảnh dáng của nàng ta chất chứa vô số những tiếc nuối và cô đơn. Bọn cô đi một mạch về phía nam, cuối cùng cũng đến một hòn đảo mà không ai biết đến, vốn dĩ đang là cuối đông đầu xuân, hoa ở phương nam nở rộ khắp nơi. Đó là một hòn đảo nhỏ rất đẹp và yên bình,
cách biệt với thế giới bên ngoài, xây một ngôi nhà ấm áp. Trong đó có một số tiền lớn mà Cố Lưu để lại cho cô, còn có những người mà hắn đích thân huấn luyện để bảo vệ cô. Mẹ cô cũng ở đây, bà ấy cũng sống ở đây. Cô mới biết được là lúc ấy Liễu Thanh Thạch định dùng một kẻ thế thân dịch dung thành mẹ cô, để người đó chết dưới kiếm của Cố Lưu để kích thích cô. Cố Lưu đã sớm biết. Không biết hắn đã dùng cách gì mà thế thân đưa đến đây lại đổi thành người mẹ thật sự của cô. Hắn đâm vào chỗ không chí mạng, còn khiến mọi người tưởng rằng mẹ cô đã chết. Thật ra là Kim Thiền thoát xác, hắn đã cứu mẹ cô giúp cô, từ nay về sau không còn bị kẻ khác ràng buộc nữa. Hắn để lại cho cô một con đường rút lui hoàn toàn, trọn vẹn. Cô ôm xương ngón tay ấy khóc ở cửa. Sau đó tình hình bên ngoài thế nào, cô cũng không biết nữa. Vệ Khinh Vũ cũng ở lại đây, nàng nói đã hứa với Cố Lưu rằng sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, không chịu đi. Cô không biết Cố Lưu làm thế nào mà khiến một người vốn thù địch với mình lại cứ quyết nghe theo lời hắn như vậy. Sau đó cô biết được rằng Khinh Vũ đâm cô một kiếm, suýt chút nữa là đã khiến cô bỏ mạng trong tay nàng, trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Điểm tâm mà Vệ Khinh Vũ luôn làm rất ngọt, đó là vì cha nàng ở trên chiến trường, có một lần hết gạo sạch đạn. Phải dựa vào điểm tâm mà mẹ nàng làm cho ông để kéo dài mạng sống, từ đó mẹ nàng đều làm điểm tâm rất ngọt, cũng dạy nàng làm như vậy. Nàng đã từng kể rằng, khi còn bé nàng theo mẹ học làm điểm tâm là vì nàng muốn trở thành nữ tướng quân, trấn giữ biên cương. Mang điểm tâm lên chiến trường là truyền thống tốt đẹp của nhà nàng, sợ không có ai làm điểm tâm cho nàng, thế là tự học tự làm. Sau đó nàng vào cung, vẫn cứ kéo dài mãi, sau đó nàng đến hòn đảo nhỏ xa xôi này lại vẫn kéo dài tiếp. Kéo dài mãi, 5 tháng trôi qua vô ích, đến chết nàng cũng không trở lại biên cương nơi mà nàng lớn lên khi còn bé. Kiếp trước hai cô đều sống thật lâu, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, cô ôm mãi những ký ức của quá khứ không bao giờ thoát ra được. Trước kia mỗi lần Cố Lưu bị thương, trúng độc, cô đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì sao cô không biết y thuật, không có cách cứu thoát hắn khỏi nỗi thống khổ vô tận sao. Thế nên sau này cô học y, đọc hết tất cả sách y trên thiên hạ, đi khắp núi sông hồ biển cứu vô số người. Nhưng người mà cô muốn cứu lúc đầu lại chẳng còn cơ hội nữa. Mỗi lần bừng tỉnh giữa lúc đêm khuya, cô tưởng tượng hết lần này đến lần khác, tưởng tượng cái ngày mà cô quay trở lại quá khứ cứu hắn. Nhưng sau đó cô nhận ra thật vô nghĩa, đều vô nghĩa hết. Cho dù ngày hôm đó Cố Lưu không chết, cơ thể hắn rách nát tàn tạ không chịu nổi, cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa. Dẫu cho cuộc bạo loạn ngày hôm ấy không xảy ra, có lẽ vài ngày sau, có lẽ là vài tháng sau, sớm muộn gì cũng sẽ có người đi đầu, che giả mang mọc lật đổ bạo quân. Cho dù không ai mưu phản, phản loạn, Cố Lưu vẫn sẽ mua dây buộc mình, không có được kết cục tốt. Bởi vì bên trong hắn đã tan vỡ và hắn đang từ bỏ chính mình. Giống như thanh niên trai tráng lang thanh ở đầu đường, người ngoài chỉ biết nghi ngờ hắn sao không tìm đại việc gì đó mà làm đi, dù gì cũng có chỗ mà nương thân. Nhưng họ sẽ không biết rằng, thứ bọn họ thiếu không phải là một cơ thể cường tráng mà là nghị lực sống ở bên trong, thứ bị thiếu mất là nghị lực để sống cho thật tốt. Nữ chính trong thoại bản cứu rỗi nhân vật phản diện thật dễ dàng, yêu đương trai gái là có thể giải quyết được muôn vàn khó khăn. Nhưng một người bên trong không còn nghị lực sống, thì làm sao có thể cứu rỗi bằng tình yêu nông cạn đây? Thế nên khi ấy cô đã hiểu rồi, nếu thật sự có thể trở về quá khứ, cô muốn Cố Lưu vẫn sẽ yêu người mình yêu, không bao giờ từ bỏ chính mình. Giống cái cách mà hắn ấy đã dạy cô từng chút một vậy. Cô tỉnh lại sau cơn mê man, thấy trong điện chỉ còn lại Cố Cẩm và Liễu Hy Nghiên. Chắc là hai người này thay nhau trông coi ở trước giường cô, Liễu Hy Nghiên ghé vào cuối giường ngủ thiếp đi, Cố Cẩm từ từ tựa đầu vào bàn. Thấy cô tỉnh lại, Cố Cẩm đứng phát dậy, bước nhanh đến bên giường, "Tiểu Liễu, nàng tỉnh rồi." Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, làm ta sợ chết khiếp, vết thương của nàng có đau không? Nha đầu chết tiệt Liễu Hy Nghiên kia, trở về ta phải khiến cha nàng cấm túc nàng 300 năm, ngược lại thiếu nợ 200 năm. Đúng rồi, Ngự Thiện phòng đang hầm cháo hoa, cháo trắng, còn có các loại điểm tâm, đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì, ta kêu người đem tới. Cô nói muốn uống nước ấm, ngắt lời hắn đang lải nhải, Cố Cẩm vội ân cần bưng trà rót nước, không hề có dáng vẻ của một hoàng đế, nhìn cô chậm rãi uống nước, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Tiểu Liễu, thái y nói vết thương của nàng không có gì đáng ngại, nhưng họ nói nàng bị bệnh tim, lúc phát tác đau không chịu nổi, hơn nữa còn rất khó chữa. Ta chưa bao giờ thấy nàng biểu hiện ra bên ngoài, sao nàng phải chịu đựng? Cô giả vờ không nghe rõ lời hắn nói, đặt cốc xuống, vẻ mặt rất tự nhiên chuyển đề tài, đưa Liễu Hy Nghiên về đi, đã trễ thế này rồi, chắc là mẹ nàng lo sốt vó cả lên rồi đấy. Chủ yếu là muốn tách Cố Cẩm ra, không muốn nghe hắn lải nhải nữa, cô vốn đã rất mệt rồi. Cố Cẩm ngoan ngoãn làm theo, nghĩ đến cái gì đó, hắn giải thích với cô, Tiểu Liễu, ta chỉ coi A Nghiên là muội muội. Thật ra muội ấy cũng không thích ta,
chỉ là muội ấy không phân biệt được cái gì là thích, là tình bạn và tình thân. Cha muội ấy từ nhỏ đã cố tình dạy muội ấy, truyền thụ cho muội ấy tư tưởng rằng muội ấy phải trở thành hoàng hậu tương lai, muội ấy chỉ có lựa chọn duy nhất là ta. Muội ấy thích người khác, đến bản thân muội ấy còn chưa nhận thức điều đó. Ta biết, cô không quan tâm đến những chuyện vốn chẳng liên quan đến mình, cô chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô biết Liễu Hy Nghiên thích tiểu thị vệ cạnh cô ta, lớn lên với cô ta từ nhỏ, kiếp trước cô và cô ta gặp nhau trong con hẻm nhỏ. Cô ta ôm bình cho cốt không biết là của ai, hai mắt sưng đỏ vì khóc, vẻ mặt dại ra, giọng điệu chán nản. Sau này cô nghe nói, cô ta gả mình cho một người chết, mặc đồ trắng thủ tiết mấy chục năm. Cái bình cho cốt kia chính là tiểu thị vệ vì cứu Liễu Hy Nghiên trong lúc hỗn loạn mà chết. Kiếp trước Liễu Thanh Thạch tưởng rằng sau khi mẹ cô chết, cô sẽ hồn siêu phách lạc, hối hận cũng chẳng kịp. Liễu Thanh Thạch ở kiếp này, sau khi Lý Phu Nhân rời đi, vẫn không cam tâm cố gắng cứu vãn rất nhiều lần, sau khi nhiều lần bị từ chối tinh thần trở nên sa sút suốt thời gian dài. Bao gồm cả Liễu Tích Dung và phụ hoàng của Cố Lưu. Có quá nhiều người, luôn phải sau khi đánh mất rồi mới biết quý trọng, mới thấy hối hận. Vào giờ phút này, cô bỗng nhiên rất muốn gặp Cố Lưu. Sau khi vết thương đã lành một chút, cô làm đèn cầu phúc, viết câu đó xuống một lần nữa. Nguyện quân, sống lâu trăm tuổi, tuế tuế bình an. Đèn cầu phúc từ từ bay về phía bầu trời đêm, trăng đêm nay sáng quá, không có gió cũng chẳng có tuyết, cũng chẳng phải là ngày vui gì. Trong màn đêm tối mênh mông chỉ có chiếc đèn đơn độc ấy, từ từ bay lên, bay về phía vầng trăng sáng kia. Người xưa và người nay đều thấy cùng một vầng trăng sáng. Người trong cung và người ngoài cung ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy chiếc đèn đơn độc trong bóng tối. Đêm hôm sau, tiểu cung nữ lay cô dậy, nàng ấy phấn khích nói, Liễu đại nhân, ngài mau ra ngoài nhìn kìa, đẹp thật sự ấy. Cô đi ra ngoài, đập vào mắt là vô số chiếc đèn sáng lơ lửng giữa không trung, ánh sáng lấp lánh chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tiểu cung nữ bên cạnh đột nhiên ngất xỉu, Cố Lưu chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, mái tóc đen như mực rũ xuống vài sợi trên áo bào tím. Tuấn tú vô ngần, uy phong như rồng, bàn tay thon dài như ngọc cầm một chiếc đèn lồng. Có thích không? Hắn khẽ hỏi. Cô gật đầu. Cố Lưu kéo cô đi, đi nào, ta đưa nàng lên lầu cao nhất trong cung xem. Hắn cầm chiếc đèn lồng, dẫn cô từ con đường mòn hoang vắng không người, tối đen như mực, đi đường vòng đến tháp quan sát. Cùng lúc đó, đại quân đã án binh bất động chờ thời cơ lặng lẽ tràn vào kinh thành, nhanh chóng phá cửa thành. Lại nhanh chóng bao vây hoàng cung, bị bao vây còn có Nhiếp Chính Vương phủ vừa mới thay bảng hiệu ở bên cạnh. Lúc Tôn Thái Hậu và tân Nhiếp Chính Vương còn đang mơ mộng đẹp thống trị thiên hạ, tiên hoàng mà họ tuyên bố đã băng hà dưới sự hộ tống của Võ An Hầu, khí thế hùng hổ, vẻ mặt khó coi giết ngược về. Tình thế trong nháy mắt trở nên căng thẳng, biến hóa khó lường. Còn Cố Lưu ở sau lưng lại lật lọng, kéo cô lên nóc tháp quan sát, nếu để cho lão già Khâm Thiên dám biết, e rằng tức đến dậm chân bình bịch. Trên cao lạnh lẽo, Cố Lưu giống như nhà ảo thuật lấy thang bà tử có nhiệt độ vừa phải ra nhét nó vào lòng bàn tay cô, cởi áo ngoài ra rồi bọc cô lại thật chặt. Ban đầu cô còn cảm thấy hơi lạnh, bây giờ lại bắt đầu cảm thấy nóng. Cố Lưu nói hắn lạnh, cách lớp y phục thật dày ôm lấy cô, ôm thật chặt, dựa sát vào nhau. Hắn làm được nên nhếch nhếch khóe miệng, mặt mày như đang phát sáng, rực rỡ như áng mây trời. A Đào, nàng sẽ cố gắng sống đến 100 tuổi, nàng sẽ luôn ở bên ta, phải không? Lồng đèn cầu phúc kia, xem ra lại bị hắn nhặt về rồi. Lòng cô đau nhói, nhẹ nhàng nói dối, ừ, ta sẽ. Đêm nay kinh thành lãng mạn lại nhuốm đầy máu tanh, một bên là ngàn ánh đèn sáng như tinh hà rơi xuống nhân gian như nằm trong tầm với. Còn bên còn lại là khói thuốc súng nổ ra khắp nơi, tranh quyền đoạt lợi, một trò chơi hoàng quyền chấn động lòng người. Mặt trăng treo cao 9 tầng trời, nhìn xuống nỗi buồn vui của nhân gian. Sau một đêm, dĩ nhiên là Liễu Thanh Thạch bọn họ bại trận, sau khi bọn họ lấy con át chủ bài ra, trong lòng tưởng rằng có thể lật ngược tình thế. Kết quả ám binh luôn nghe theo bọn họ lại phản bội ngay tại đó, mấy người khác thấy xu hướng suy tàn đã định, quả quyết chọn chạy trốn thật nhanh. Liễu Thanh Thạch trong loạn chiến bắt cóc được Tề Mẫn Đế, uy hiếp Võ An Hầu lãnh binh, yêu cầu cung cấp một chiếc xe ngựa, hơn nữa không thể phái binh đi theo. Võ An Hầu không chút dấu vết nhìn thoáng sang bên này, cô và Cố Lưu đứng trong góc không ai chú ý, Cố Lưu nhẹ nhàng giơ tay lên. Võ An Hầu đồng ý yêu cầu của bọn họ, thật thà tìm một chiếc xe ngựa, trơ mắt nhìn Liễu Thanh Thạch bắt cóc tiên hoàng nghênh ngang rời đi, cũng thật sự không đuổi theo. Tưởng thoát khỏi cái chết rồi, đoàn người Liễu Thanh Thạch sớm muộn gì cũng có thể ngóc đầu dậy được, lúc đi cuống cuồng quá nên không hề nhận ra rằng thật ra có một người đang trốn dưới xe ngựa.